Vâng, ngày hôm nay showroom của em Việt tiếp tục về thêm cho các bác chúng ta với một mẫu xe phải nói là gần như mới tinh, siêu lướt đến từ thương hiệu Ford của Mỹ. Chiếc xe này của em thì nó mới chỉ lăn bánh có 1,5 vạn km thôi, sản xuất đời 2023. Một sản phẩm có thể nói đang cực kỳ ăn khách của thương hiệu Ford. Một mẫu xe không chỉ mang lại cho chúng ta một kiểu dáng thiết kế đẹp, mà các anh chị có thể thấy là chiếc xe này nó còn trang bị cho chúng ta với một không gian nội thất vô cùng hiện đại và trẻ trung. Thực sự là những sản phẩm của Ford thế hệ mới bây giờ thì chúng ta có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhiều so với cả những cái dòng sản phẩm ở đời cũ. Vậy thì một chiếc xe nó được trang bị những cái gì thì xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng em khám phá chiếc xe này. Và với tầm tiền bây giờ hơn 700 triệu cho một chiếc xe mà gần như mới tinh, tiết kiệm được lên tới hơn 100 triệu so với cả xe mới, liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra hay không? Thì đây, đầu tiên thì các bác có thể nhìn cho em là nổi bật với khu vực bảng táp lô trung tâm thì chúng ta có một cái màn hình điện tử siêu to khổng lồ, đúng không ạ? Toàn bộ cụm đồng hồ các anh chị chúng ta thể thấy là đều được hiển thị các thông số điện tử này. Đấy, chúng ta có vòng tua nhá, công tơ mét đấy, và có cả cảm biến áp suất lốp. Cái này thì đây các anh chị thấy này, đấy, một lốp đang hơi non một tí là họ báo ngay, được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có bên này là một cái màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp với cam lùi full HD cực kỳ là rõ nét, được chưa ạ? Và chúng ta còn có một cái vô lăng thể thao vắt đáy với những cái tính năng như là ga tự động, giới hạn tốc độ lim. Bên này chúng ta có nghe thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói này và tăng giảm âm lượng. Chưa hết thì các anh chị chúng ta thể thấy là chiếc xe này nó bây giờ nó đã loại bỏ cái cần xăng số truyền thống rồi và nó chuyển sang dạng núm xoay rất tiện lợi và gọn gàng, được chưa ạ? Hệ thống điều hòa của xe thì các bác có thể thấy đây, được trang bị là cảm biến nhá. Và ly lông bên trong các anh chị nhìn giúp em này, chủ cũ còn chưa kịp bóc hết ra. Và không chỉ có những cái công nghệ như vậy thì các bác có thể thấy độ hoàn thiện bên trong nội thất của những sản phẩm Ford bây giờ thì cũng cao cấp hơn hẳn này. Chúng ta có chi tiết bằng da, màu kem, màu ghi sáng, may chỉ tạo điểm nhấn, đề nổ start stop, và trên này chúng ta có chi tiết bằng vân carbon này, và những cái đường viền họ sử dụng nhựa bóng piano. Thực sự là chiếc xe này nó mang lại chúng ta một cái ngôn ngữ thiết kế rất hiện đại và trẻ trung. Ngoài ra thì ở đây các bác còn có là phanh tay điện tử auto hold và tự động tắt máy khi mà chúng ta dừng đỗ trên 3 giây. Đấy, chỉnh tăng giảm âm lượng các thứ, các bác nhìn này, mới tinh tình tình luôn nhá. Thực sự là với tầm tiền hơn 700 cho chiếc xe mà mang lại chúng ta với không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi như này, phải nói là dễ hiểu tại sao đây là một trong những chiếc xe đang khá là ăn khách trên thị trường. Và các anh chị có thể thấy giúp em này, ngay trên khu vực bảng táp kính cửa đấy, thì nó cũng được trang trí với những cái chi tiết vật liệu bằng da cao cấp này. Đó, cũng may chỉ nhá. Nhưng mà em thích nhất đó chính là cái ghế của xe này. Thì các bác thấy này, toàn bộ là ghế da đấy, với đục lỗ thông hơi ở giữa, và form ghế thì rất là thể thao, ngồi vào cảm giác có thể nói là cực kỳ êm ái. Và anh chị nhìn này, một mẫu xe thực sự là khiến chúng ta cảm thấy sự trẻ trung, năng động và hiện đại. Chưa hết các bạn, vâng, đây, cái mà chúng ta có thể thấy là chiếc xe này nó còn mang đến cho chúng ta với một cái không gian hàng ghế thứ hai thực sự là rất rộng, không hề kém cạnh so với cả những chiếc CX-5 hay là những chiếc Hyundai Tucson thế hệ mới. Phía sau này các bác có thể thấy là cũng có trang bị chúng ta với cửa gió điều hòa và có cổng cắm sạc USB. Sàn da thì chủ nhân cũ chúng ta đã lắp thêm cái chị rồi. Và các anh chị nhìn xem cái ghế của nó này, chưa có vết nhăn vì xe nó mới lăn bánh có 1,5 vạn thôi. Con này là sơn zin cả xe nhá, cam kết với các bác là tìm ra một lỗi nhỏ thôi thì em Việt hoàn tiền cho các chúng ta 100%, không phải nói nhiều. Đấy, nội thất 2 tông màu rất đẹp mắt, được ạ. Và đặc biệt là cảm giác lái trên những chiếc xe Ford thì thực sự nó khá là đầm chắc các bạn. Các anh chị nhìn này, chân này, đấy, rất sạch đẹp, không một tí vết. Và đây, các độ zin nguyên bản, các bác nhìn xem chi tiết bản lề xe nhé. Quá yêu luôn, táp pin cửa thì các anh chị chúng ta thể thấy là họ sử dụng các chi tiết thiết kế rất đẹp này, may chỉ này. Đấy, các chi tiết vân carbon này, tay lắm cửa, sơn màu bóng nhưng mà nó hơi ánh đen một chút nhá, khá đẹp mắt. Đấy, loa này. Đấy, và các chi tiết da, được chưa ạ? Đặc biệt chiếc xe này của em thì nó được sẽ được trang bị động cơ máy là 1.5 EcoBoost. Vâng, và các bác có thể thấy là cái mức tiêu hao nhiên liệu xe này chỉ ăn khoảng 7 lít xăng trong 100 km hợp, và đường ngoài đô thị ăn có 6,12 lít xăng. Đó là cái hạng ghế sau. Và đi quay trở lại với cái hàng ghế trước thì các bác có thể thấy giúp em này. Đấy, rất cao cấp, chúng ta còn có ghế lái là ghế chỉnh điện nhá. Đấy, tất cả nguyên zin nguyên bản. Con này thì không phải nói về chất lượng rồi vì nó còn quá mới. Đây. Đấy, các bác nhìn giúp em này. Đấy, bảo dưỡng định kỳ trong hãng luôn nhá. Và mức công tơ mét của nó này, anh chỉ nhìn giúp em này, sẽ chuẩn 1,5 vạn, được chưa ạ? Bao zin quá kể công tơ mét, và anh chị nhìn em nó mới tinh tình tình luôn. Đó, quá yêu luôn này, tapi cánh cửa này rất đẹp, gần như là không một vết xước sát luôn các bác nhá. Đây, các anh chị quan sát cho em những cái ô tôn của nó này. Vâng, quá đẹp luôn. Đó là cái phần cửa hàng ghế trước và hàng ghế sau, chúng ta kiểm tra luôn các em cái phần cốp nhá.
Đấy, thì cốp xe thì đây, đấy, mở lên cho các bác. Thì các anh chúng ta thể thấy độ rộng ra ấy này. Vâng, mang tới chúng ta với một không gian cốp để các anh chúng ta tha hồ để đồ. Cái này thì chủ nhân cũ chúng ta đang dán cho các bác cái da này để bảo vệ này. Bóc ra thì gần như mới tinh nhá. À, phía dưới này chúng ta sẽ có đây, đấy, đồ đạc kích thay thế lốp láp dự phòng này, gần như là con này là lốp zin nguyên bản này, chưa chạm đất bao giờ nhá, lốp dự phòng nhá. Được chưa ạ? Rất sạch đẹp. Đây các bác nhìn này. Mới tinh tình tình luôn. Đó, những cái việc đinh tán các bác quan sát giúp em. Đó, bao check chính hãng luôn nhá. Vâng, một lỗi hoàn tiền luôn cho anh chúng ta, không phải nói nhiều. Đấy, vì đương nhiên rồi chiếc xe này nó còn rất mới luôn các bạn. Vâng, rất mới luôn. Và bản tapi cánh cửa bên này thì anh chúng ta có thể nhìn cho em này, cũng vậy thôi. Quá mới luôn các bạn. Vâng, sơn zin nguyên bản 100%, chưa một vết xước, thì anh chị ta mua này đi nó yên tâm. Đó, đây các anh chị nhìn này, móc khóa này. Đó, quá yêu luôn đúng không ạ? Và tiếp tục thì đây, chúng ta có thể nhìn giúp em này. Cái nội thất bên trong của xe này. Quá đẹp luôn. Vâng. Ghế này, form thể thao các bác nhìn này. Đấy, thiết kế rất đẹp mắt, hai tông màu nhá, ở giữa đục lỗ thông hơi. Và các bác nhìn cho em là từ cái má ghế nó còn chưa có vết nhăn. Và mới khủng khiếp. Ở đây chúng ta có thêm những chi tiết để là để điện thoại các thứ đây. Đấy, rất đẹp. Đó, học để đồ cũng vậy nhá. Cửa gió điều hòa thiết kế cũng rất tinh tế. Và chi tiết bản lề cửa các anh chị có thể quan sát cho em này. Vâng, như này thì các bác thấy nội thất của chiếc xe nó có khác gì một chiếc xe mới không? Vâng, vậy thì mẫu xe mà ngày hôm nay em Việt muốn giới thiệu với các bác đó chính là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Có thể nói là đang khá là ăn khách của thương hiệu Ford trong thời gian vừa qua. Đó chính là chiếc Territory. Thực sự là chiếc xe này có một cái tên gọi khá là khó đọc đấy. Nhưng mà thực sự đây là một mẫu xe mà các bác có thể thấy này, thế hệ mới, hoàn toàn từ ngôn ngữ thiết kế cho đến kiểu dáng và trang bị tính năng công nghệ. Thực sự là cái phần đầu của xe này chúng ta cảm giác là không hề kém cạnh so với cả cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc cái chị nhá. Các bác nhìn xem cái mặt ca lăng của Ford này, họ thiết kế rất đẹp mắt với các chi tiết chrome. Đặc biệt là hệ thống đèn pha thì đây, các bác nhìn xem này. Đấy, đèn LED xi nhan, đèn LED định vị ban ngày. Và đặc biệt là hệ thống đèn pha chính thì nó được trang bị là hệ thống đèn LED bi siêu sáng, rất đẹp mắt và tinh tế. Và các bác nhìn xem kể cả những chi tiết nhựa ở phần cản, không một vết xước. Vâng, không một vết xước các chị nhá. Và một mẫu xe 5 chỗ gầm cao, form dáng thiết kế quá đẹp mắt. Dễ hiểu tại sao đây là một trong những cái dòng xe mà hiện tại đang rất ăn khách. Các bác nhìn xem này, đương nhiên rồi, những chiếc xe lướt như này thì đều tuyển chọn rất là kỹ lưỡng nhá. Đó, các bác nhìn này, những đường mép của nó này, không một tì vết. Đấy, la răng của chiếc xe này thì đây, các bác nhìn giúp em. Con này là la răng lên tới 18 inch nhá. Và phanh, cũng phanh bên trong của nó thì vẫn còn trắng phao phao như mới tinh. Đấy, đây, đời lốp đây. Được chưa ạ? Chưa kịp bóc hết tem ra nhá. Quá yêu luôn. Đấy, và những đường mép các bác nhìn này, thẳng đều tăm tắp. Và xi nhan chúng ta cũng có một cái giải đèn LED ở trên gương chiếu hậu. Toàn bộ viên cửa kính thì các bác có thể thấy là nó được lẹp chrome rồi. Và các bác có thể ngắm chọn giúp em cái phần ngoại thất của chiếc Territory này. Và một mẫu xe mà thực sự mà nói là có một cái ngôn ngữ thiết kế rất đẹp mắt các bạn. Vâng, rất đẹp mắt nhá. Đấy, và các anh chị nhìn cho em này. Đó, phần đuôi phía sau cũng là một cái điểm mà em rất thích với thiết kế. Cái phần đèn hậu phía sau các bác thấy rất là tinh tế. Đấy, nó cũng được trang bị là full LED rồi. Và cả đèn LED xi nhan nữa nhá. Phía sau chúng ta có cảm biến cảnh báo va chạm, được chưa ạ? Đuôi gió, tích hợp đèn phanh trên cao và gạt mưa kính phía sau. Phiên bản này của em thì nó được trang bị động cơ máy là 1.5 EcoBoost, được chưa ạ? Số tự động các anh chị nhá. Cái bản này thì khi mới lăn bánh vào thì nó rơi vào khoảng 860 triệu. Vâng, 860 triệu. Còn ngày hôm nay thì em Việt đang chào bán cho các bác chúng ta với cái số tiền dành cho chiếc xe này là 765 triệu cho một chiếc xe mới tinh. Mới tinh tình tình anh chị nhá. Vậy thì đó là cái phần ngoại thất và nội thất của chiếc Ford Territory này. Vậy thì bây giờ để chúng ta có thể đánh giá chi tiết hơn thì em sẽ mở nắp capo nhé. Chúng ta kiểm tra khoang động cơ của nó. Vâng, và thì đây là khoang động cơ nhá. Với cỗ máy 1.5 EcoBoost thế hệ mới của thương hiệu Ford nhá. Em đang để nổ máy nhưng các bác có thể thấy là máy nổ rất là êm. Đương nhiên là máy này thì các bác thấy nó hoàn toàn khác so với cả những chiếc EcoSport thế hệ cũ, đúng không ạ? Đây là máy mới rồi. Các anh chị nhìn này, máy của nó này, trắng phong phong. Đấy, và các bác mà tìm ra một lỗi nhỏ em hoàn tiền cho anh ta nhé, để nói về chất lượng xe này. Đấy, chúng ta có thể quan sát các chi tiết của em này. Nó mới tinh tình tình luôn này, từng đốc này. Được chưa? Tem mác này. Đó, máy đang hoạt động nhưng các bác thấy là máy nổ rất êm. Và mà khả năng vận hành thì các bác cũng có thể thấy rồi, nó rất tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Vâng, thực sự đây là một chiếc xe theo em đánh giá là thú vị, đúng không ạ? Kiểu dáng đẹp, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng. Đấy, đăng kiểm con này thì còn đến tận tháng 1 năm 2026 các chị nhá. Rất là dài. Vâng, vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc Ford Territory 2023. Đấy, lăn bánh 1,5 vạn đang có mặt tại showroom của em Việt, các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và con số em đang chào bán dành cho xe này là 765 triệu và còn có thể thương lượng được. Quý anh chị nào yêu mến quan tâm tới xe này thì xin mời các bác chúng ta
nhấc máy liên hệ cho em Việt theo số hotline 0947 598 859 để em hỗ trợ và tư vấn các bác về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với mẫu xe này các chị nhé. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các bác đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Hãy ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.